Ôi, wow, bạn ơi, share để bạn, wow, có gì bạn, wow, share để bạn, có gì đây bạn, tại có gì đây bạn, share để bạn, bên này có chiếc xe đó, chiếc xe để bạn, đây có chiếc xe, cái hộp xe này bự lắm nè các bạn ơi, có rất nhiều chiếc xe các bạn, đây là chiếc xe ben nè các bạn ơi, nào, chiếc xe ben chúng ta thể ben được luôn nè các bạn, đó, rồi còn đây chiếc xe gì bạn, đó, các bạn thấy chưa, wow, lấy vô các bạn, đây nè, đó, qua xe cộng cát này có cộng cát bằng sắt nè các bạn ơi, đó, đây có cái đồ điều khiển nè các bạn, đó, xe ở trong này có anh tài xế đang ngồi lái xe nữa nha. Wow, xe này chắc là chạy nhanh lắm á các bạn ơi, đó chiếc xe nó chạy ban ghê chưa các bạn ơi, đó xe cổng cát để chạy rất là khỏe luôn bạn, đó kìa các bạn ơi, đó nó làm ngã hết mấy chiếc xe luôn các bạn ơi, wow đó ghê chưa bạn ơi, kìa đó wow đó ghê chưa bạn ơi, đó. Hello, xin chào tất cả các bạn, hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow các bạn ơi, đây có gì các bạn, ở đây có nguyên khẩu súng M416 luôn các bạn ơi, bây giờ mở các bạn cùng xem nha, đó các bạn nhìn nè, đó khẩu súng nhìn bự chưa các bạn ơi, nè đó khẩu súng siêu ngầu luôn nè các bạn, đó chúng ta thể lắp ráp được luôn nè, đó ghê chưa bạn ơi, đó các bạn nhìn nè, khẩu súng rất ngầu nha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp vô bạn, đây gắn vô bạn, đó một cái rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bán súng nữa bạn, đây đây bạn, các bạn nhìn nè, đó khẩu súng này dài chứ bạn, gắn vô nè, đó. Rồi theo đây là cái nòng súng nè các bạn, đó bây giờ mình sẽ gắn đây nè, nòng giảm thanh đây các bạn, đó khẩu súng nhìn dài chứ bạn ơi. Ở đây có cái băng đạn nè bạn, gắn băng đạn vô bạn. Đó, nhưng mà đạn này chưa có đạn nha. Rồi lấy đạn đây gài vô nè bạn. Đó, gài vô nha. Gài vô nữa bạn. Gài đạn vô bạn. Đó, gài vô nha. Đó, băng đạn này gài được rất là nhiều đạn luôn các bạn. Đó các bạn nhìn nè, wow, rất là nhiều đạn luôn nha. Đó, gài tới hai mấy chục viên đạn luôn các bạn. Đó, nhìn nè, nhiều chưa? Wow, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đó, mình sắp gài hết đạn rồi nha. Rồi đây, rồi tiếp tục thêm một viên cuối cùng nè. Đó, nhiều đạn chứ bạn. Rồi bây giờ gắn băng đạn vô bạn. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ nhắm với mục tiêu nha bạn. Kìa, phía trước rồi các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Wow, đó, mình đã bắn ngã hết những mục tiêu rồi. Đó, các bạn thấy khẩu súng này chơi hay chứ bạn. Wow, rất là mạnh luôn nha. Rồi, để khẩu súng này đây cho bạn. Rồi, đây có gì đấy bạn ơi? Wow, bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cần cẩu bạn ơi. Đó, xe cần cẩu cảnh sát các bạn. Đó, đây có móc cẩu này, nhìn rất đẹp luôn. Chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nha. Rồi, đây có chiếc xe đây các bạn. Wow, bạn ơi, đây có một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Này, có chú cảnh sát nè. Rồi, đây có chiếc xe này gì các bạn? À, đây chiếc xe đua màu vàng nè, nhìn đẹp chứ bạn. Rồi, bên đây có chiếc xe đây các bạn. Wow, các bạn ơi, đây có chiếc xe đây. À, xe cảnh sát các bạn ơi, chở theo xe cẩu múc cát bạn. Đó, xe cảnh sát có anh tài xế nè các bạn. Đó, nhìn rất đẹp luôn nha. Ở đây có gì bạn? À, cabin của chiếc xe nè các bạn ơi. Bao xe này xe cẩu múc cát nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha. Đó nhìn đẹp chưa các bạn? Ồ, rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục qua đây nè các bạn ơi. Ở đây có chiếc xe nè các bạn. Wow các bạn ơi, đây có chiếc xe trồng bê tông nè. Đây có cái cabin nè các bạn. Đó bây giờ mình lắp ráp vô. Đó nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Rồi tiếp tục bên đây có chiếc xe đây các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có chiếc xe a xe gấp nè các bạn ơi. Wow, còn đây chiếc xe ô tô nè. Đấy là xe gấp nè các bạn. Đó chạy qua. Rồi đây có gì bạn? À, đây là cái bệ cẩu các bạn ơi. À, đây cẩu múc cát bạn. Rồi mình lắp ráp vô bạn. Đó, một chiếc xe cẩu múc cát nhìn siêu xịn sò luôn. Wow, đây là những bạn chó cứu hộ nè các bạn. Rồi lùa ra các bạn. Ở bên này có gì bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe Funny Truck nè các bạn ơi. Rồi chở theo một chiếc xe ô tô nè, đó nhìn đẹp chưa các bạn? Ở bên này có chiếc xe đây các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe này. À, đây là xe ủi cát các bạn ơi. Đó, xe ủi cát nhìn đẹp chưa các bạn? Rồi để lên đây các bạn. Rồi chạy ra. Bên này có gì bạn? À, đây là xe cứu hộ các bạn ơi. À, đây có cabin màu xanh nước biển, để lên đây các bạn. Đó, nhìn rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục nè các bạn ơi. Đây là chiếc xe cần cẩu nè. Ở đây có cabin nè, lắp ráp vô các bạn. Đó, xe đội nón nhìn rất là ngầu luôn nha các bạn. Rồi bên này có chiếc xe này các bạn. À, đây một chiếc xe cảnh sát màu trắng nè các bạn ơi. Đó nhìn đẹp chưa? Chở theo một chiếc xe mô tô, đó, nhìn rất là ngầu luôn. Rồi bên này có gì đây bạn? Các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe a xe chở hàng super ta nè các bạn ơi. Đó nhìn rất là ngầu luôn nha. In. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì các bạn? À, cabin của chiếc xe nào đây? À, đúng rồi, xe cẩu cát bạn. Bây giờ mình sẽ lấy lắp ráp vô nè. Đó nhìn đẹp chưa các bạn? Rồi tiếp tục nè các bạn ơi, bên này có gì đây các bạn? Không, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe chở thú nè, chở theo con hu cầu cổ nè các bạn. Chở theo một con sư tử, rồi chở theo một con tê giác, rồi chở theo một con cọp nữa nè các bạn ơi. Chở theo con hà mã nữa. Chiếc xe nhìn rất đẹp luôn. Rồi ở đây có gì các bạn? À, đây là bệ cẩu múc cát các bạn ơi. Rồi đây có chiếc xe đấy bạn. À, đây là xe cẩu múc cát nè. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha. Đó, lắp ráp lại nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Wow, xe rất đẹp luôn nha. Rồi đây có chiếc xe đấy bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe xe container nè, xe container màu vàng nha, móc kéo màu đỏ. Ở thêm một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe. Đó, rất là đẹp luôn nha. Sửa chữa chiếc xe ben này nha bạn, một bánh xe, thêm một bánh xe nữa các bạn ơi. Ok. Wow, chiếc xe ben bự chưa các bạn? Rồi đây có hộp vậy các bạn ơi. Wow, một hộp xe cẩu múc cát. Lấy vô các bạn. Đây nè, đó. Qua xe cẩu múc cát này có cẩu múc cát bằng sắt nè các bạn ơi. Đó, đây có cái đồ điều khiển nè các bạn. Đó, xe ở trong này có anh tài xế đang ngồi lái xe nữa nha. Wow, xe này chắc là chạy nhanh lắm á. Thôi bây giờ mình để qua bên các bạn. Rồi đây có chiếc xe này các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có chiếc xe này. Ha các bạn ơi, đây là một chiếc xe cầu cẩu nè các bạn. Rồi còn đây chiếc xe gấp nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gấp lên nè các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa bạn ơi? Để lên nè. Rồi bên này các bạn ơi, bên này có chiếc xe nè các bạn. Ô các bạn ơi, có một chiếc xe bus nè các bạn ơi. Wow, chiếc cool bus nhìn đẹp chưa nè các bạn. Wow các bạn ơi, chiếc cool bus này nó khởi động lên nè các bạn ơi. Đó, chớp đèn sáng sáng ghê chưa? In. Đó, xe chạy ghê chứ bạn. Ở đây có gì đây các bạn? À, đây là cái bệ cẩu các bạn ơi. Đó, ở đây có gì các bạn? À, đây cẩu múc cát bạn ơi. Đây giờ lắp ráp cho bạn. Đó, một chiếc xe cẩu múc cát nhìn siêu xịn sò luôn. Rồi đây có chiếc xe nè các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe chở thú khủng long nè các bạn. Đó, còn
khủng long nhìn ngầu chưa, chở theo à, đây có con cọp đấy bạn, rồi trên này có con khủng long nữa nè các bạn ơi, đó xe chở thú này nhìn ngầu chưa, rồi đây có chiếc xe đấy bạn, wow các bạn ơi, đây có một chiếc xe cứu hỏa nha, đó đây là cái cứu hỏa đó bạn, đó còn đây là cái đèn đó bạn, đó chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nha, fire rescue nè, biển xe 112A, wow các bạn ơi, lấy cái đồ chọn bê tông các bạn, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô, ok xong rồi các bạn ơi, đó một chiếc xe chọn bê tông nhìn siêu ngầu luôn các bạn, rồi đây có chiếc xe đấy bạn, wow các bạn ơi, có một chiếc xe container các bạn, xe siêu dài luôn nha, ở theo chiếc xe cầu múc cát nè các bạn, đó nhìn đẹp chưa các bạn, rồi đây có chiếc xe này gì các bạn, ha đây là xe cảnh sát bạn ơi, đó xe rất là ngầu luôn, rồi sửa chữa xe chở rác nè, bây giờ lắp bánh xe vô các bạn, đây một bánh xe, rồi thêm một cái bánh xe nữa các bạn, đây ok, nè rồi tiếp tục nè các bạn ơi, sửa chữa xe chở bê tông này nha bạn, đây gắn bánh xe vô, một bánh xe, thêm bánh xe nữa các bạn, đây ok, à, các bạn ơi xe chở bê tông bị lún một lỗ chắc bị hư các bạn ơi, chạy ra, ơi ở đây có chiếc xe bạn, ở đây có một chiếc xe chở bê tông luôn các bạn ơi, à, cái hộp xe này bự lắm nè các bạn ơi, à, có rất nhiều chiếc xe các bạn, đây là chiếc xe ben nè các bạn ơi, nó chiếc xe ben chúng ta thể ben được luôn nè các bạn, đó rồi còn đây chiếc xe bạn, à, các bạn ơi đây là một chiếc xe cứu hộ màu vàng các bạn ơi, wow còn đây là xe cẩu bút cát nè bạn, đó xe cẩu bút cát nhìn đẹp chưa, rồi còn đây chiếc xe các bạn, à đây là xe chở bê tông nè các bạn ơi, rồi còn đây là chiếc xe gì các bạn, à đây là xe xúc lực màu vàng các bạn, rồi còn đây chiếc xe bạn, à đây chiếc xe cần cẩu nè, đó xe rất đẹp luôn, rồi sửa chữa chiếc xe cẩu này nha các bạn, đây gắn bánh xe vô một bánh xe thêm bánh xe nữa các bạn, đây ok nè wow các bạn ơi ở đây có chiếc xe bạn, một chiếc xe cẩu bút cát nữa các bạn ơi, wow xe cẩu bút cát này bự nha, hình như xe cẩu bút cát điều khiển nè các bạn, lôi ra các bạn ơi, đây wow các bạn ơi, đây chiếc xe cẩu bút cát các bạn, nè đó xe rất là bự luôn các bạn, nè đó cái cẩu bút cát nè các bạn, đó cẩu bút cát bằng sắt nha các bạn, đó chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nè, đâu bây giờ mình sẽ khởi động lên các bạn, wow các bạn ơi, khi mà khởi động lên xe sáng đèn ngoài sao nhìn ngầu chưa các bạn ơi, rồi bây giờ mình lấy đồ điều khiển bạn, mình sẽ khởi động lên luôn các bạn, wow xe có khói xì ra nhìn ngầu chưa các bạn, đó bây giờ mình sẽ cho chiếc xe nâng cái cần cẩu cát lên các bạn, đó nâng cẩu cát lên các bạn ơi, rồi xoay cái bệ cẩu nè bạn, đó xoay bệ cẩu hay chưa, rồi bây giờ cho xe chạy nè bạn, đó xe chạy các bạn ơi, kìa đó xe chạy ghê chưa, đó xe chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi, đó chiếc xe nó chạy ban ghê chưa các bạn ơi, đó xe cẩu cát đã chạy rất là khỏe luôn bạn, đó kìa các bạn ơi, đó nó làm ngã hết mấy chiếc xe luôn các bạn ơi, wow đó ghê chưa bạn ơi, kìa đó wow đó ghê chưa bạn ơi, đó nó ban ngã mấy chiếc xe luôn bạn, wow xe cẩu cát này ghê cho bạn, đó ghê chưa bạn ơi, kìa nó chạy qua đây nè, đó nó tấn công hết mấy chiếc xe luôn, wow nó làm ngã mấy chiếc xe luôn bạn ơi, kìa nó đi qua đây nữa các bạn, đó nó ủi mấy chiếc xe bạn, wow ghê chưa bạn ơi, kìa đó ghê chưa, đó nó ủi hết mấy chiếc xe này luôn, wow ghê chứ bạn ơi, kìa đó nó chạy đâu các bạn, ồ nó đang chạy qua đây các bạn ơi, kìa đó nó bàn hết mấy chiếc xe luôn bạn ơi, đó ghê chưa, đó nó lôi mấy chiếc xe ghê chứ bạn ơi, đó nó ủi kìa, đó nó ủi xe các bạn, wow nó đi đâu đây, ô nó làm ngã chiếc xe này luôn các bạn ơi, đó nó tấn công mấy chiếc xe chở thuốc, xe container bên này luôn các bạn, wow kìa đó nó ủi xe cần cẩu luôn các bạn ơi, wow xe này hay các bạn, rồi nó đang đi đâu đây các bạn ơi, kìa nó đang tấn công vào chiếc xe này nè các bạn ơi, đó nè, đó ghê chưa, đó nó bàn chiếc xe luôn các bạn, đó xe này rất là ghê luôn các bạn ơi, wow ghê các bạn ơi, đó xe đang đi đâu đây các bạn, rồi nó đang tấn công đây các bạn ơi, kìa rồi các bạn ơi, rồi các bạn ơi, nó ủi hư chiếc xe luôn các bạn ơi, rồi thôi các bạn ơi, bỏ chiếc xe chơi rất là mạnh luôn nha các bạn, nhưng mà giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài làm bài tập rồi, bye bye chào tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn video tiếp theo nha, bye bye.